Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Với cái điện đầu óc tháng mát chỉ kiện nóng như cặp thôi vẫn nóng đi ăn trộm đi quay rồi quay đi quay đi chưa chưa chán rồi chưa chưa đáng nhạc đợi ba rồi ba chưa 80 giờ 10:11 11:30 rồi sạch nhanh mà lo đeo gì sạch nhanh mà lo đeo gì sạch nhanh mà lo đeo gì 15:80 lúc nào sạch cũng phải 80 là mới rút. Nó là pin tối thiểu lúc đấy rồi, không dễ bị chai. Không dễ bị chai, pin này cũng bị chai mà thôi. Thì cả là mày bảo quản như tốt như lần trước thì vẫn bị chai mà thôi. Nhìn chứ có tốt chó đâu, toàn chơi sập nguồn, đôi khi đang chơi sập nguồn đéo biết này. Thế xuống 20%, 15% đéo biết luôn, 10% còn đéo biết luôn ấy. Thế kiểu 10% đúng lúc thằng bạn nó cầm vào, đéo bỏ gì cho mình cứ chơi, bụp mất. Cứ 20 nó cứ tắt rồi. 25 nó tắt rồi chứ 20 gì. Tiệm thêm bộ bảo quản tí là hè. Chả hè. Chứ hay như mày. Kệ người ta. Người ta là người ta lòng vào lòng. Ê, sạc vừa nó. Ấn cứng. Chấm vào.
chiều mây lơi lơi chiều mây lơi lơi. Thầy rất là vào này, thật.